Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, theo đà phát triển của nền kinh tế thị trường thì những giá trị văn hóa của các dân tộc đang ngày càng bị mai một ít nhiều. Tuy nhiên, khi đến với miền Sơn Cước, huyện Nguyên Bình thì hai chị em cô gái Mông đó là Dương Thị Sành và Hầu Thị Hoa vẫn đang gìn giữ và bảo tồn những nét giá trị văn hóa của dân tộc Mông theo cách riêng của mình, đó chính là việc kết túi bằng hạt cườm. Và trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những nét giá trị văn hóa mà hai cô gái Mông này vẫn đang giữ gìn. Dân tộc Mông phân bố khắp trên các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đến với huyện Nguyên Bình, người Mông ở đây có những cách thức riêng để lưu giữ văn hóa tộc người, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Cũng như các nhánh Mông khác, văn hóa trang phục của người Mông trắng từ xưa đến nay vẫn mang những bản sắc riêng, đậm đà tính cách tộc người trong tạo hình và trang trí với kỹ thuật đa dạng. Chỉ với hai màu chủ đạo đó là xanh và trắng của chỉ tơ tằm và những hạt cườm lóng lánh, dinh danh theo nhịp bước chân của những cô gái Mông sống xính xuống chợ. Đẹp như những bông hoa rực rỡ cả một vùng. Hạt cườm được đính trên mũ, trên tay áo, tấm vải che đằng trước váy và cả xà cạp. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn màu sắc của túi đính cườm, một món đồ không thể thiếu khi đi cùng với trang phục hàng ngày của những cô gái Mông trắng ở xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình. Phụ nữ Mông vốn rất chịu khó, hai chị em Sành cùng mang trong mình những đức tính chân quý đó. Bất cứ ở đâu, trong những phiên chợ đông đúc hay khi đi trên đường, trong lúc làm việc hay rảnh tay, hai chị em cũng đều mang nguyên liệu ra kết thành những chiếc túi với hoa văn cườm xinh xắn. Đây là công việc không những thể hiện sự khéo tay chăm chỉ mà còn cho thấy sự trân trọng với những giá trị văn hóa thẩm mỹ vốn có của dân tộc. Để làm được những chiếc túi cườm này không quá khó, trước hết chúng ta cần phải có nguyên liệu đó là hạt cườm, vải lót, dây cước, kim, khóa túi, kéo hoặc bấm móng để cắt dây cước. Sau khi lấy một lượng hạt các loại vừa đủ, ta trộn đều và bắt đầu kết các loại hạt với nhau. Tuy nhiên, nơi lựa chọn để kết hạt cần có đầy đủ ánh sáng và lựa chọn chỗ ngồi thoải mái nhất. Nếu đã thành thạo, chỉ trong một ngày là chị Sành có thể hoàn thiện một chiếc túi. Để chuẩn bị làm túi này, mình cần phải chuẩn bị kim, chỉ, hạt cườm. Những cái túi này mình thích xem mẫu người ta làm rồi tự làm theo thôi. Theo như tôi được biết thì ở Cao Bằng túi này chưa có ai biết làm đâu. Những cái túi này người ta đặt mình làm theo yêu cầu của người ta. Bán thì cũng chưa làm được nhiều, làm được bao nhiêu cái thì khác có người mua hết, làm còn không đủ bán. Do cũng không có thời gian và nhiều chị em chưa biết làm nên ở đây vẫn ít người làm. Những ai có nhu cầu học, đến đây tôi cũng thường dạy cho, nhưng một số chị em không yêu nghề lắm, bởi vì làm khó, không làm được nên mới không làm. Nếu có chỗ mang đi bán hoặc giao bán ở chợ thì cũng được, nhưng mình cũng không có thời gian và vốn đầu tư nên cũng chưa làm được bao nhiêu. Hoa văn trong trang phục của người Mông chủ yếu là các hoa văn hình học như hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình xoáy ốc, mặt trời và thỉnh thoảng có những mô típ hoa văn chưa xác định. Ảnh hưởng từ thị hiếu thẩm mỹ trong trang phục, những chiếc túi mà chị Sành kết cườm cũng mang hoa văn tương tự và cả những bông hoa 6 cánh, 8 cánh hay những chiếc lá li ti. Màu sắc chủ đạo của hạt cườm được sử dụng là màu xanh, trắng, có thể pha một chút đỏ, hồng vào một số họa tiết. Những hoa văn cũng như màu sắc được chị Sành sử dụng để kết túi đều là những hoa văn màu sắc truyền thống được ưa chuộng của người Mông nói chung và của người Mông nơi đây nói riêng. Sắc xanh lồng lánh ấy phải chăng là màu của núi rừng, màu của cây cỏ, là sự trân trọng nâng niu thiên nhiên vạn vật của người Mông miền Sơn Cước mây mù, giăng kín quanh năm này. Của
không chỉ đem thẩm mỹ của dân tộc mình vào những chiếc túi với đủ hình dáng đáp ứng nhu cầu thị hiếu của chị em gần xa. Sau một năm mày mò và thành công với những chiếc túi cườm, chị đã dạy lại cho em gái và hai chị em cùng nhau phát triển, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủ công rộng ra các địa bàn trong và ngoài huyện. Phải chăng chính tình yêu với văn hóa truyền thống, niềm đam mê với những hạt cườm sắc màu đã thôi thúc chị tìm đến với túi cườm và góp một phần nhỏ vào việc lưu truyền văn hóa thẩm mỹ của dân tộc mình? Những hạt cườm li ti này đang được chị Hoa, em gái chị Sành, khéo léo dùng kim và dây cước để kết thành chuỗi những bông hoa. Hiện giờ, chị Hoa đã ngày càng điêu luyện với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và đam mê này. Tôi thấy chị Sành làm xong, tôi thấy thích nên học làm theo. Không có thời gian làm thì mình rảnh lúc nào thì tranh thủ làm thôi. Tôi thấy cái túi này bán cũng được, còn tốt hơn là nuôi con gà, con vịt để bán. Nhưng phải có thời gian làm thì mới được, không thì cũng không làm được đâu. Túi kết cườm đủ dáng hình với những màu sắc hoa văn đa dạng, phong phú, không chỉ đáp ứng được thị hiếu của những cô gái Mông mà còn cả với nhiều dân tộc khác. Chỉ cần là người yêu văn hóa dân tộc miền núi, yêu sự phối màu, yêu hoa văn, đường nét, yêu những cô gái khéo tay đều có thể giữ cho riêng mình một chiếc túi xinh xắn như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng như bao cô gái Mông khác, tình yêu với những đường nét hoa văn, sắc màu trên trang phục dân tộc, hay đặc biệt là tình yêu đối với những chiếc túi cườm tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, khiến chúng ta thêm trân trọng những giá trị của văn hóa tộc người. Và chuyên mục sắc màu văn hóa các dân tộc của Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.